Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Để đến với video tiếp theo của em trong buổi sáng hôm nay. Sáng hôm nay thì em đang đến heo quay Kim Mai, địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 nha quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Dạ. Thời gian bán của chị Mai từ 6:30 cho đến 18:00 hàng ngày. Giá heo quay chúng ta đó là 320 một ký. Mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem Lily chặt heo quay nha. Ba mươi. Có là nay có rồi đó. Em hỏi cho em thôi, có không? Rồi. Có ớt rồi, để ớt kia ngoài. Ba lạng, ba vợ nhỏ nhỏ cho anh chị đi. Ba lạng chặt luôn ha. Ba vợ mà em lấy đặt nạng xuống. Dạ nè. Chặt cái nhỏ bánh hỏi. Có sao đâu. Cắt đôi nấu xào à. Ê, sao mà buồn thế? Bữa nay không có cái đơn nào lớn lớn hay Lily. Không có cái đơn nào mà vài chục ký hả? Hai trăm xa xíu. Hai lạng xá xíu chặt luôn.
xá xíu chặt không, nó không ra tiếng luôn á ông bà cô chú anh chị. Mềm. Thối trăm tư kìa. Thối trăm tư. Thảo bữa nay làm bánh mì thảnh thơi quá. Đơn giản thảnh thơi quá. Lily chặt heo quay cũng rất là thảnh thơi luôn. Thảo 22 hỏi Thảo. Thảo không dương à. Thảo dương à. À, coi như là có ngổ không lấy dưa thôi đúng không? Mẫu cho ngọt xịt tương ớt vô cho em. Em cái ổi là cho miếng ngò, bỏ miếng tương ớt vô. À, ngọ cái lấy dưa ngò này ngủ đúng không? Đúng rồi. Cái làm giấy trắng 40. Rồi đây. Khách nào vô mua 5kg chặt coi. Anh mua đi. Là một lèo 5kg rồi. Nghe ngược, ngược thở quá. Ba rọi nhìn hấp dẫn không quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Ba rọi nè, bánh bao nè, đây là bánh bao nè, ba rọi nè, sườn nè, sườn. Cali quay anh Lily đang hát kìa. Đang hát bài Các đôi nỗi sầu. Các đôi nỗi sầu hả? À? Hay là mới vừa thấy cắt cái tiếng hát đó mà. À, mỗi ngày tôi chọn phòng niềm vui hả? À, thôi, 3kg kìa. 3kg kìa. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Nay mình chụp nay mình chụp hình cận cảnh giây phút mà ngồi tán ngẫu. Giỡn chứ. Tán ngẫu. Từ tán ngẫu mà Lily suy nghĩ quá vậy vậy. Tăng dốc á, à, đúng rồi, tầm nói tăng tăng ngậu á. Kìa 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 kìa. Thảo làm bánh mì hôm nay rồi. Video này rất là đặc biệt. Mấy bữa video là chặt liên hồi khúc à. Bây giờ có chị Tâm chuyển cho chị Tâm 5kg, chị Tâm chốt đơn thì khách vô kìa, khách vô kìa. Rồi, chuyển vô 5kg. Ủa, đưa ra đâu đâu đưa coi thử. Đây. À. Vậy là đúng cái tay rồi nha. À. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là mình kêu tên nào cũng đúng hết. Đúng không? Kêu tên nào cũng được hết. Nói chung là đúng tên á.
Thôi hai ổ không đi vô leo không ấy. Rồi dính luôn rồi. Hả? Sao sao à, là bánh mì hả? À? Ăn chưa? 15 đúng không? Đúng. Dẫn chứ lâu lâu cũng phải ngồi chứ chặt liên hồi thì làm chịu về nổi. Tiền để đâu cho hết đúng không? Phải nghỉ ngơi nữa chứ. Rồi mình quay mình còn phải nghỉ ngơi nữa. Thôi thôi. Đây đây là cái menu giá của Highway Kim Mai nè, cũng như là địa chỉ số điện thoại đặt hàng. Thảo là thường tối mấy giờ là chiều mấy giờ là đi dạy Thảo? Tùy anh, tới dạy sớm 3 giờ. Nhưng mà mấy nay mấy đứa học sinh nó nghỉ hết rồi đâu có dạy nữa đâu đúng không? Có chứ. Có hả? Nghỉ hè thường nghỉ hè tập thể dục. Chặt nước. Rồi bắt đầu rộn ràng rồi đó. Một đứa là hồng tháng là mấy trăm Thảo? Tùy à? Càng lạc càng tốt. Với tiền gì chị nè? Càng cao nó càng bớt. Đầu mình vừa làm tháng là mấy triệu 2 lần tháng hả? À, anh thấy nha, ở trên trường của con anh đó là cũng có môn đó, nhưng mà con anh là đá banh. Đá banh lần tháng là 500 ngàn. Đá banh bứa bóng rổ các thầy dạy á đây đi lại đây dạo lạnh tai nặng lắm. Có khá xíu vào bữa nay. Dạ có xá xíu. Xá xíu nè cô. Cô mua trên trăm có không chị? 100 gram hả? À, có. Cô nói 1 lạng. À. Ồ bữa nay đường Phạm Hữu Thứ bỗng nhiên vén lạnh dữ à. À. Sài Gòn mấy bữa nay cũng mưa suốt luôn quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Kìa, chú tới mua heo quay kìa, 3 kg kìa. Lâu lắm rồi, từ hồi mình quay heo quay chị Mai mới biết, bây giờ bữa nay mới quay được cái cảnh mà ngồi Lily ngồi đọc điện thoại hơi bị nhiều nha. Ấy chị Tâm ngồi đếm dây thun hả? Tưởng đếm dây thun chứ. Có chuyện nói ra cho nó vui chứ không đứng quay cũng buồn. Một ổn mì chị Tâm ơi.
rồi. 15 đứa nó hết chưa? 15 luôn, một gói mì luôn, 15 luôn. Sáng nay dễ mưa nữa. Các bạn kia đâu mất rồi? Mưa đắm hư rồi. Các bạn mà để xe dưới đó đâu mất rồi? Mưa đắm hư rồi. Hư rồi hả? Trời ơi. Bánh mì kìa, bánh mì. Rồi bắt đầu bây giờ tới giờ khách tới rồi. Sau một vài phút nghỉ ngơi. Đúng rồi đó. Đứng lên chặt theo quay đồ đi. Người ta quay có 20 phút thôi à. Đúng 20 phút là người ta đi rồi. Lúc đông. Giận chứ lúc buổi sáng em ghé em quay mấy chục phút à. 100.000 luôn đó. 100.000. Ba ổ mày ổ không ớt nha. Cho rộn ràng. Không ớt. Thôi đừng có chặt. Thấy ổn về em. Ủa nãy chứ nói là gì không ớt để sao? Em để ớt ở ngoài á anh. Chế là chị. 55. Một ổ ha chị. Ủa sao có người nói là comment là tiếng từ chế là của người qua ta? Hả? Chế là miền Tây. Miền Tây chứ, anh thấy anh nghe như miền Tây. Chị. Chế là chế. Nhưng mà chế là cũng đồng nghĩa giống như vậy luôn hả? Chế là chị, người qua là chế là chị, còn mà chế là cũng là chị luôn. À. Còn trai anh đó là à, có hả? Có rồi. Nửa ký ba chặt đi ơi. Còn đây hiêu cũng như là anh đó. À hiêu hiêu. Hiêu giống tiếng Anh đó hả? Ủa hiêu. À có à có hàng gì từ mấy bữa nay kêu anh có. Ồ hẳn tóc luôn không? Đó. Xong, xong. Em cũng xin kết thúc video luôn. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha trong các video tiếp theo của em. Địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6, cũng như là chi nhánh 2 là 46 Trần Quý, phường 6, quận 11, gần chợ Thiết á. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thuận tiện đường nào thì mình ghé mình thưởng thức đường đấy. Dạ, nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Bye bye. Rồi, hết luôn. Đây là Phạm Trúc là Facebook, còn hay là cô Ly là TikTok. Ông bà nào muốn xem những cái hình ảnh mới nhất cuộc sống đời thường thì có thể mình ghé hai trang đó mình follow cũng như là xem nha.
À,